Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sức khỏe tự nhiên. Kính chào quý vị và các bạn. Thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi xin kính chúc quý vị và các bạn dồi dào sức khỏe và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Chữa lao phổi bằng cây bình bát đơn giản, hiệu quả. Quý vị và các bạn thân mến, cây bình bát hay còn gọi là cây na sim rất dễ kiếm nhưng lại được coi là một vị thuốc dân gian quý, giúp trị rất nhiều bệnh lý, trong đó có bệnh lao phổi. Để biết cách chữa lao phổi bằng cây bình bát, bạn không nên bỏ qua video này nhé. Cây bình bát có trị được lao phổi không? Cây bình bát hay còn gọi là cây na sim, đào tiên. Cây bình bát thường mọc hoang ở các ao, bờ sông, cạnh nguồn nước. Bình bát được coi là một vị thuốc dân gian vô cùng quý, trị được nhiều bệnh. Cây bình bát được mọi người cho là một vị thuốc giúp điều trị lao phổi hiệu quả. Người bị lao phổi có thể sử dụng bình bát như là một phương pháp tự nhiên để điều trị bệnh. Bởi vì nhiều người được biết cây bình bát tiêu diệt các tế bào gây ung thư trong cơ thể, nhất là các tế bào gây hại cho hoạt động của phổi. Như vậy, cây bình bát hoàn toàn có thể chữa được bệnh lao phổi vô cùng hiệu quả, cũng như hạn chế các biến chứng của căn bệnh quái ác này. Người ta thường sử dụng lá của cây để điều trị bệnh lao phổi. Công dụng của cây bình bát giúp trị bệnh lao phổi. Nếu bạn vẫn còn băn khoăn không hiểu sao cây bình bát lại chữa được lao phổi thì hãy tìm hiểu ngay các công dụng dược liệu của nó. Dù là cây mọc hoang nhưng bình bát lại là một dược liệu có giá trị. Cây bình bát có tác dụng dược lý như kháng khuẩn, kháng nấm và hạn chế, kiềm hãm sự phát triển của một số loại nấm gây các bệnh như lị, nhiễm trùng đường hô hấp. Vì vậy, cây bình bát hỗ trợ tích cực trong điều trị ho lao, giúp giảm tần suất cơn ho và trị bệnh lý lao phổi hiệu quả. Tiêu diệt các tế bào ung thư ở phổi, kết tràng, hầu mũi và bạch cầu, dòng lympho. Vì thế, bình bát là một loại dược liệu rất có giá trị và hỗ trợ tích cực trong kiềm hãm các tế bào ung thư và đặc biệt là ung thư phổi. Đặc biệt, với những người mới chớm phát bệnh ho lao thì sử dụng cây bình bát sẽ mang đến khả năng trị bệnh rất cao. Nhất là đối với những người dị ứng với thuốc tây hay kích ứng thuốc trị lao phổi thì cây bình bát chính là giải pháp thay thế hoàn hảo. Tuy nhiên, với những bệnh nhân bị lao phổi đang trong liệu trình điều trị của bác sĩ, vẫn có thể dùng bổ sung thêm cây bình bát, nhưng tuyệt đối không thể chỉ sử dụng phương pháp chữa dân gian bằng bình bát mà bỏ thuốc điều trị của bác sĩ. Cây bình bát được sử dụng trong y học cổ truyền. Kháng khuẩn, sát trùng và hạn chế viêm nhiễm, hỗ trợ tiêu hóa, giúp nhuận tràng lợi tiểu, hỗ trợ bài tiết, hỗ trợ hệ thần kinh trong điều trị mất ngủ, trầm cảm, giúp thanh nhiệt giải độc cơ thể, trị các bệnh liên quan đến xương khớp như đau nhức xương, nhức mỏi chân tay. Bình bát hỗ trợ trong điều trị bướu cổ, lao phổi, tiểu đường, vân vân. Chữa lao phổi bằng cây bình bát. Thông thường, bộ phận của cây bình bát giúp điều trị bệnh lao phổi chính là lá cây. Lá cây bình bát có thể dùng làm nước uống dưới hai dạng là lá đã khô hoặc dùng chính lá cây tươi. Để dùng cây bình bát để chữa bệnh lao phổi, mọi người có thể sử dụng các cách chữa lao phổi bằng cây bình bát như: cách 1. Sắc nước uống từ lá bình bát khô. Cách tiến hành: lá cây bình bát đem rửa sạch, sau phơi khô nhiều ngày, có thể xào lên, xong áp đất cho thơm. Sau đó, lấy lá bình bát khô, sắc lấy nước uống hàng ngày, ít nhất 2 lần sau mỗi bữa ăn chính. Khi đem sắc, nên cho 3 chén nước vào ấm sắc lấy 8 phần, nước cốt, sau đó cho ra cốc và uống. Lưu ý, với lá cây khô, tốt nhất nên bảo quản nơi khô ráo. Đặc biệt, lá cây bình bát rất dễ kiếm và việc tự làm khô cũng rất đơn giản, nên mọi người có thể tự làm và bảo quản để dùng dần. Sử dụng, uống hàng ngày sau bữa ăn. Cách 2. Nước uống từ lá bình bát tươi. Nấu nước bình bát tươi uống hàng ngày Đối với những người lười sơ chế lá bình bát thì người bị lao phổi cũng có thể chữa bằng cách uống nước lá bình bát tươi. Lá bình bát tươi cũng giúp điều trị bệnh lao phổi rất tốt. Cách thực hiện: lấy một nắm lá bình bát tươi đem đi rửa sạch, thái lá bình bát thành từng sợi nhỏ và cho vào trong nồi hoặc ấm sắp. Cho vào nồi một lượng nước tương ứng là 1,5 lít nước, cho lên bếp đun cho đến khi sôi sâu. Sau cho lửa nhỏ để sắc cho đến khi lượng nước cô đặc lại bằng khoảng 1 cốc nước là được. Sử dụng: nên đem cốc nước đã sắc chia làm 2, sau đó uống trong 2 bữa chính. Nên uống nước lá bình bát sau khi ăn. Lưu ý khi chữa bệnh lao phổi bằng cây bình bát, nên chọn mua lá bình bát khô ở những địa chỉ uy tín, tránh việc chất lượng lá không tốt hoặc có các chất lượng bảo quản khô không tốt cho sức khỏe. Đối với lá tươi, rửa sạch kỹ để đảm bảo không để lại nhựa. Để chữa bệnh lao phổi hiệu quả, chỉ sử dụng bộ phận lá của cây bình bát, không nên sử dụng phần thân và hạt bình bát, vì đây là những thành phần có chứa độc tính rất cao. Nếu tự ý dùng, sẽ có thể dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng. Sử dụng cây bình bát để hỗ trợ chữa lao phổi, chứ bình bát không thể thay thế hoàn toàn liệu trình điều trị của các bác sĩ. Bệnh nhân lao phổi muốn sử dụng cây bình bát để trị bệnh cần có sự tư vấn của các y bác sĩ chuyên về dược liệu cổ truyền. Đặc biệt, người có cơ địa nhạy cảm, dễ dị ứng nên chú ý trong quá trình chữa lao phổi bằng cây bình bát. Hiệu quả sử dụng khi chữa lao phổi bằng cây bình bát: sau một tuần uống lá bình bát đều đặn, người bị lao phổi sẽ cảm nhận được những chuyển biến tích cực. Phương pháp này sẽ giúp bệnh nhân giảm các cơn đau ở phổi, hạn chế ho lao và giảm cảm giác mệt mỏi vào các buổi chiều, giảm đau, hạ sốt. Cây bình bát là một dược liệu rất quý và dễ kiếm, chuyên trị nhiều bệnh thường gặp. Đặc biệt, mọi người có thể chữa bệnh lao phổi bằng cây bình bát rất hiệu quả. Khi chữa bệnh lao phổi, mọi người thường dùng phần lá của cây. Bên cạnh đó, việc ăn quả bình bát hay còn gọi là na sim, dầm đường, vừa ngon bổ lại rất tốt cho cơ thể. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của Sức khỏe tự nhiên. Quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ kênh và nhấn vào chuông thông báo để nhận được những video mới nhất và hay nhất của Sức khỏe tự nhiên. Cuối cùng, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.